À, xin chào tất cả anh em nha. Thì hôm nay mình có về một ít yến mạch cho nên là mình làm một cái video ngắn mình chia sẻ với anh em ở đây. Thì đợt này mình vẫn về cái loại yến mạch mà Quick One Minute Watch nè anh em. Cái loại này một phút mà anh em pha với nước sôi là một phút ăn liền á, thì nó tiện. Chứ mình không có lấy cái loại mà màu vàng. Cái loại màu vàng á là cái loại mà anh em phải nấu nữa. Tại vì cái loại màu vàng là cái loại nguyên hạt, hạt nó chưa có cán nhuyễn. Thì cái này nó khác cái loại màu vàng vậy thôi. Cái loại này thì nó đã cán nhuyễn, cán dịp lép cái hạt rồi, cho nên là mình sử dụng nó sẽ dễ hơn. Nếu mà anh em mà thích đó, thì mình có thể pha với nước sôi mình ăn ngay như mì gói đó. Còn nếu mà anh em mà không thích đó, thì chơi kiểu giống như mình đó, là mình đổ một muỗng quay vô, xong rồi mình bỏ cái yến mạch này vô nè, bỏ nước vô mình lắc lên là mình uống luôn. Như vậy nó sẽ rất là tiện, không có bị mất nhiều thời gian. Làm vậy thì nó nhanh lắm anh em. Thì thường là mình hay chơi kiểu mà đánh nhanh rút gọn, chứ mình cũng làm biến mà nấu nướng pha nước sôi lắm, nó mất nhiều thời gian của mình không có thời gian làm chuyện đó. Thì để mình cho anh em xem cái đáp luôn nha. Thì có rất là nhiều anh chị em mà khi mà mua cái mặt hàng này thì rất là quan tâm về cái hạn sử dụng. Tại vì cái này á anh em, khi mà mình mua một thùng này là 4,5 kg về mình xài nó sẽ lâu hết lắm, cho nên là cái hạn sử dụng là một cái rất là quan trọng. Cho nên là đáp nó phải càng xa càng tốt. Thì cái đáp là đây nè, đát nè, ngày 8 nè, tháng 8 nè, năm 2024 nè, đó, đát là còn xa nha anh em. Mà nay mới là tháng 8 năm 2022 à. Mà anh em thấy cái đát sử dụng mà nó có thêm chữ best before nè, là có nghĩa là mình có thể sử dụng thêm 3 tháng nữa, sau khi mà hết cái đát này là xài thêm 3 tháng nữa. Chỉ có những cái đát nào mà nó có để best before thì mới lại vậy nha anh em. Còn nếu mà không thì tới đây là hết hạn sử dụng là dục là dừa. Nói vậy thôi. Thì hôm nay mình chỉ làm video ngắn mình chia sẻ với anh em vậy nha. Thì anh chị em nào mà có nhu cầu muốn xài thì cứ liên hệ thẳng với mình. Thì mình vẫn để cái số Zalo phía bên trên góc á, với cái link Facebook mình để phía bên dưới cái phần mô tả video. Thì anh chị em nào mà có nhu cầu ăn yến mạch hoặc là muốn ủng hộ mình thôi, đơn giản là muốn ủng hộ mình thì cứ liên hệ thẳng với mình nha. Thì mình biết cái gì mình tư vấn mấy. Vậy thôi. Ngày nay chỉ làm video ngắn vậy thôi. Xin cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Cảm ơn mọi người đã xem cái video này của mình. Bye bye anh em nha.